Coinbase ra quyết định tăng gấp đôi phần thưởng USDC cho người dùng, thách thức các rắc rối pháp lý từ Hoa Kỳ. Binance US được cho là đã tiến hành cắt giảm nhân sự sau cuộc đàn áp từ SEC Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp EU đã công bố thời gian tham vấn chính thức của luật MiCA, cũng như ấn định thời gian luật chính thức có hiệu lực. Trước nhiều FOMO về việc OpenMainnet sẽ diễn ra vào sự kiện BitToday sắp tới, một Mosby đã có động thái ngầm bác bỏ tin đồn liên quan. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase được cho là đã tăng phần thưởng USDC lên 4%, bất chấp những rắc rối pháp lý gần đây với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Trong một thông báo vào ngày 15 tháng 6, Coinbase cho biết tỷ lệ phần thưởng mới được tăng lên sẽ đồng nghĩa với việc công ty đã tăng gần gấp đôi lợi nhuận được cung cấp trước đó trên USDC. Gần đây nhất là vào ngày 9 tháng 6, trang web của Coinbase cho biết khách hàng chỉ có thể kiếm được 2% khi mua hoặc giữ USDC trong tài khoản Coinbase. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ đã được nâng lên là 4%. Coinbase cũng lưu ý rằng tỷ lệ phần thưởng sẽ có thể thay đổi và khách hàng có thể xem tỷ lệ cập nhật mới nhất trong tài khoản của họ. Gần đây, SEC đã kiện Coinbase và cáo buộc rằng một số hoạt động của sàn giao dịch vi phạm các dịch vụ chứng khoán. Trong một cáo buộc, SEC tuyên bố rằng dịch vụ staking của Coinbase cho phép người dùng kiếm tiền lãi từ tiền điện tử, cấu thành một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Phía Coinbase cũng đã nhanh chóng tách biệt phần thưởng USDC với các dịch vụ được SEC nhắm mục tiêu, nêu rõ rằng người dùng không thể staking USDC nhưng có thể đủ điều kiện để kiếm phần thưởng trên USDC. Theo Reuters đưa tin vào ngày 15 tháng 6, Binance US, chi nhánh của sàn giao dịch Binance tại Mỹ, đã sa thải khoảng 50 nhân viên thuộc các bộ phận pháp lý, tuân thủ và rủi ro của mình. Reuters cho biết việc sa thải được tiết lộ bởi hai nhân viên của Binance US trên LinkedIn và cho biết rằng họ sẽ rời công ty. Mặc dù vậy, những thông tin trên chưa được xác nhận chính thức bởi Binance US. Tin tức về việc sa thải mới nhất xuất hiện trong bối cảnh Quỹ ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ SEC để đơn kiện Binance US và tìm cách yêu cầu lệnh cấm để đóng băng tài sản của công ty. Hai bên hiện đang đàm phán để đạt được một thỏa hiệp cho phép Binance US trả lương cho nhân viên và tôn trọng việc đổi thưởng của khách hàng. Được biết, vào cuối tháng 5, sàn Binance toàn cầu cũng bị cáo buộc cắt giảm 20% nhân viên của mình. Cơ quan giám sát tài chính của Liên minh châu Âu EU được cho là sắp khởi động quy trình tư vấn cho khuôn khổ thị trường tài sản tiền điện tử, hay còn được gọi là MiCA, được thông qua gần đây. Trong một thông báo được đăng trên trang web của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu, gọi tắt là ESMA, các nhà quản lý cho biết các gói tư vấn sẽ bao gồm các thủ tục cấp phép, quản trị, xung đột lợi ích và xử lý khiếu nại của MiCA. Quy trình này sẽ được triển khai bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Được biết, gói tư vấn đầu tiên sẽ bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật về việc áp dụng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở EU, cũng như các thủ tục xử lý khiếu nại và tiết lộ các xung đột lợi ích tiềm ẩn. Gói thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, sẽ xem xét việc tiết lộ thông tin cho các nhà đầu tư, yêu cầu quản trị đối với công ty tiền điện tử và xem xét các chỉ số bền vững, cũng như các tác động xấu đến khí hậu. Theo ESMA, cuộc tham vấn cuối cùng dự kiến diễn ra vào quý 1 năm 2024, có thể xem xét việc bảo vệ nhà đầu tư và các quy tắc để chống lạm dụng thị trường. Được biết, MiCA đã được đề xuất mốc thời gian khoảng 18 tháng để có hiệu lực hoàn toàn với tất cả các quy tắc sẽ được áp dụng bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Vào ngày 15 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas đã đệ trình lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp đối với công ty cho vay tiền điện tử Abra. Theo hồ sơ được đệ trình, cơ quan quản lý cho biết dựa trên các cáo buộc điều tra của mình, họ phát hiện rằng Abra và các bên liên quan đã có hành vi gian lận và đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm. Cụ thể, cơ quan quản lý lập luận rằng Abra đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm khi tự định vị mình là một ngân hàng tiền điện tử, trong khi thực tế Abra và các công ty của họ không có điều lệ ngân hàng, được cấp phép hoạt động ở Texas và không cung cấp bảo hiểm tiền gửi FDIC. Đồng thời, Hội đồng Chứng khoán cũng cáo buộc rằng Abra và các bên liên quan đã bí mật chuyển cổ phần nắm giữ sang Binance.com và nắm giữ hơn 118 triệu đô la trên nền tảng này tính đến tháng 2 năm 2023. Đáng chú ý, cơ quan quản lý nhấn mạnh thêm rằng họ đã phát hiện ra các bên khác nhau của Abra đã mất khả năng thanh toán chung hoặc gần như mất khả năng thanh toán trong quá trình điều tra vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Hồ sơ đệ trình yêu cầu các công ty thuộc Abra và giám đốc điều hành Bill Parhis phải ngừng và không tham gia vào các dịch vụ lừa đảo ở Texas, đồng thời không đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm. Mặt khác, Ủy ban cũng yêu cầu phía Abra
và các bên liên quan nộp phạt và trả lại tiền cho khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, phía APRA và giám đốc điều hành Bill Brahis vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Theo tờ Agency France Presse đưa tin vào ngày 15 tháng 6, tòa án ở Montenegro đã tiếp tục gia hạn thời gian giam giữ cựu giám đốc điều hành của Terraform Lab Duke Won thêm 6 tháng, trong khi chờ phiên tòa dẫn độ sang Hàn Quốc. Ban đầu, Duke Won đã bị giam giữ tại Montenegro kể từ cuối tháng 3 sau khi bị bắt tại sân bay Podgorica ở Montenegro với cáo buộc mang theo giấy tờ du lịch giả mạo. Anh ta phải đối mặt với hai vụ án hình sự riêng biệt ở Montenegro, một vụ liên quan đến cáo buộc sử dụng tài liệu giả mạo và vụ còn lại liên quan đến khả năng dẫn độ. Cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Duke Won do nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng của hệ sinh thái Terra vào năm ngoái. Vụ việc đã xóa sạch khoảng 40 tỷ đô la tiền của các nhà đầu tư và gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử toàn cầu. Được biết vào ngày 12 tháng 5, Kekwon đã nộp đơn xin tại ngoại với chi phí bảo lãnh là 400.000 euro, tương đương khoảng 436.000 đô la và được tòa án Podgorica chấp nhận. Tuy nhiên, phán quyết trên đã bị tòa án tối cao thu hồi vào ngày 24 tháng 5, đồng nghĩa với việc Kekwon tiếp tục bị tạm giam chờ xét xử. Đến ngày 2 tháng 6, tòa án cấp cao hơn lại chấp nhận yêu cầu tại ngoại trên và cho đến hiện tại, cựu CEO này vẫn tiếp tục ngồi tù thêm 6 tháng để chờ phiên tòa dẫn độ. Trước hàng loạt tin đồn FOMO về ngày 28 tháng 6 sẽ diễn ra Open Mainnet đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng Pioneer. Mới đây, một modbee đã lên tiếng giải thích và ngầm bác bỏ những tin đồn trên. Giải đáp các thắc mắc về việc liệu B-Network có Open Mainnet trong sự kiện B2D diễn ra vào ngày 28 tháng 6 này không? Một modbee đến từ Trung Quốc đã cho biết trong B-Chat rằng các Pioneer không nên quá quan tâm đến việc tính số Pi. Thay vào đó, hãy tiếp tục với cuộc sống của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng tại hội nghị quản lý toàn cầu lần trước, đại diện B-Network đã cho biết rằng họ chỉ cần 3 tháng để công bố Mainnet và hoàn thành nó. Tuy nhiên, họ đã không làm như vậy mà lại chọn một con đường khó khăn hơn, bắt buộc phải phát triển hệ sinh thái để mang lại giá trị cho đồng Bi. Mặc dù nguyên nhân chia sẻ của Mod không khẳng định rằng việc Open Mainnet có thể diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới hay không, nhưng nó đã ngầm chỉ ra rằng việc mở mạng chính không đơn giản và không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nhiều chuyên gia trong không gian B-Network cũng thường xuyên đưa ra nhận định rằng hệ sinh thái B còn khá mỏng và cần phải thêm thời gian để trưởng thành. Bên cạnh đó, các vấn đề về KYC còn tồn động vẫn chưa được giải quyết, khiến nhiều Pioneer vẫn đang loay hoay chờ được xác minh tài khoản. Tất cả những điều này cần được hoàn thiện trước khi Mainnet mở. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thông báo vào ngày 16 tháng 6 rằng họ sẽ hủy niêm yết đồng memecoin Pepe khỏi chương trình cho vay linh hoạt của mình. Theo đó, việc hủy niêm yết sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 6 tới, với tất cả các gì thế cho vay Pepe còn tồn động sẽ được giải quyết vào thời điểm được nêu trên. Binance được cho là đang kêu gọi người dùng nhanh chóng thanh toán tất cả các khoản vay Pepe chưa thanh toán của họ nhằm tránh bị thanh lý trực tiếp, bởi khi người dùng bị thanh lý sẽ buộc phải thêm phí thanh lý 2%. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cũng không quên trấn an người dùng rằng họ sẽ hỗ trợ hoàn trả các khoản tiền bằng cùng một loại tiền tệ. Động thái này cho thấy, mặc dù đã hủy niêm yết, nhưng họ vẫn hỗ trợ Pepe như một loại tài sản trên nền tảng của mình. Pepe đã trở thành một hiện tượng trong không gian crypto khi ra mắt vào tháng 4. Với mức tăng trưởng ấn tượng, Pepe đã nhanh chóng ghi tên mình vào hàng ngũ các đồng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường, đem lại cho những người nắm giữ ban đầu những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, tương tự như những hiện tượng khác trong không gian, Pepe cũng nhanh chóng lụi tàn trong vài tuần qua khi liên tục chứng kiến những đợt bán tháo ồ ạt. Pepe hiện đang mất tới 90% lợi nhuận tích lũy kể từ khi được ra mắt. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,08 nghìn tỷ đô la, tăng 2,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin quay đầu phục hồi về 25.554 đô la, tăng 2,6% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.668 đô la, tăng 2% giá trị. Binance Coin trao đổi tại 236 đô la. Cảm ơn quý vị khán giờ của CryptoLeftVN. Đừng quên để lại nghe một like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.